Sāvagavato Arahato Sāma Sāmbuddhassa Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi Saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi Tutiyaṃ vi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi Tutiyaṃ vi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi Tutiyaṃ vi Saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi Tatiyaṃ vi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi Tatiyaṃ vi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi Tatiyaṃ vi Saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi Iti viso bhagavā arahaṃ sammā sambuddho vicca caraṇa sambandho sugato lokavidu anuttaro purisaraṃmasa Radhisattha deva manusanang buddho bhagavati nathi me saranang anyang buddho me saranang vara etena sacca vacchena hontu me jaya mangalang putta mangena vandehang badabangso varutta mang buddhe yo khalito doso buddho Khamma tu tăng ma măng Sa kha to phagavata tham mo san di thi ko akali ko ehi ba si ko O pa na di ko pa cha tăng we di ta po win nyu hi ti na thi me Saranang anyang tham mo me saranang warang Ete na sacca vacchena hontu me jaya mangalam Uta mangena vandehaṃ dhammaṃ ca duvitaṃ varaṃ Dhammeyo khalito doso dhammo khammatutaṃ mamaṃ Subhatibhanno bhagavato savaka saṅkho Ujjubhatibhanno bhagavato Savaka Sangho Nyaya Bhattibhanno Bhagavato Savaka Sangho Samichi Bhattibhanno Bhagavato Savaka Sangho Yadidang Chattari Burisa Yugani Atha Burisa Bungala Esa Bhagavato Savaka Sangho Ahuneyo Pahuneyo Dakhineyo Anjali karaneyo anuttaraṃ buññaṃ khettaṃ loka satinathi me saraṇaṃ anyaṃ saṅkho me saraṇaṃ varaṃ etena sacca vacchena hontu me jaya mangalaṃ utta mangena vandehaṃ saṅghaṃ ca duvithottamaṃ Sangheyo khalito doso saṅkho khammatutaṃ mamaṃ Vandāmi cetiyaṃ sabbaṃ sabbathāne subhatitthitaṃ Sāririka dhātu mahābhūtiṃ buddharūpaṃ sakalaṃ sadā Sambuddhe athavi sañca dvada sañca sahasake Pañcasata sahasani namami sirasa aham Te sang dhammañca saṅghañca ādarena namami ham Namakāranu phāve nahantva sabbe upātave Aneka antarāya pivinasantu asesato Sambuddhe pañca paññā sañca caduvisati sahasake Kasata sahasani namami sirasa aham Te sang dhammañca saṅghañca ādarena namami ham Namakāranu phāve nahantva sabbe upātave Aneka antarāya pivinasantu asesato Sambuddhe navuttarasate atha cattali sasahasake Visati sahasani namami sirasa aham Te sang dhammañca saṅghañca ādare
Na ma mi hằng na ma ca ra nu pha we na han to sa be u ba ta we ane ka an ta ra ya bi wi na san tu a se sa to sa be bu ra ti ma ya di sa ya sa ta a we ra su ki ho no sa be bu ra ti ma Ya nu di sa ya sa ta a we ra su khi ho nu sa pe da khi na Ya di sa ya sa ta a we ra su khi ho nu sa pe da khi na Ya nu di sa ya sa ta a we ra su khi ho nu sa pe bai chi ma Ya di sa ya sa ta a we ra su khi ho nu sa pe bai chi ma Ya nu di sa ya sa ta a we ra su khi ho nu sa pe u ta ra Ya di sa ya sa ta a we ra su khi ho nu sa pe u ta ra Ya nu di sa ya sa ta a we ra su khi ho nu sa pe u pa ri ma Ya di sa ya sa ta a we ra su khi ho nu sa pe he ti ma Ya di sa ya sa ta a we ra su khi ho nu sa pe sa ta a we ra hon du su khi ta hon du ni du kha hon du ap ya pa cha hon du a ni kha hon du di kha yu kha hon du a go kha hon du sam pa ti hi sa mi chan tu su khi a ta nang pa ri ha ran tu Dukkhapatta janidukkha phayapatta janifaya sokapatta janisoka hontu sabbe pibbanino akasattha javummattha devanaga mahitika punyang no anumodang tujirang rakkham tu sasanang Akasattha javummattha devanaga mahitika punyang no anumodang tujirang rakkham tu no garu Akasattha javummattha devanaga mahitika punyang no anumodang tujirang rakkham tu nyatayo Akasattha javummattha devanaga mahitika punyang no anumodang tujirang rakkham tu panino Akasattha javummattha devanaga mahitika punyang no anumodang tujirang rakkham tu no sada Idang watano bunyang asawa kaya wahang hon tu anagate kale. Sadhu, 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 sadhu. Dạ thầy, kinh Tam Bảo đã xong ạ. Chúng con kính thỉnh sư Kinh Tuệ cầm mic để giảng tiếp bài học cho chúng con ạ. Xin kính mời sư ạ. Nam mô Bụt Thà Dạ, Nam mô Phật Ma Dạ, Nam mô Sa Ngà Thầy Dạ. Xin chào các thầy học viên. Thì hôm nay chúng ta sẽ học tiếp phần bài số 3, phần sửa bài tập từ tiếng Việt sang Bali ha. Hôm trước thì mình đã từ phần Bali sang tiếng Việt rồi. Phần nhắn để tiếng Việt sang Bali. Đây là 5 câu bài tập. Câu 1 đó là Đức Bồ Tát đã nhận được 8 món vật dụng của bậc xuất gia từ Phạm Thiên Thích Tiết A Rát. Tam y của chư tăng, của chư tỳ khưu tăng là y tăng Dạ Lê, y vai trái và y nội. Các vật dụng của bậc xuất gia là tam y bình bát, y tắm mưa, tọt phụ, dép, lọc nước và dao gạo. Thứ vật dụng đã được cúng dường đến tỳ khưu, tỳ khưu ni là y phục, phần thịt, trúng sứ và thuốc trị bệnh. Câu số 5 tam y là bình bát. Tam y và bình bát là tài sản của bậc xuất gia. Rồi 5 câu đó, bây giờ ai làm được câu nào thì làm được câu đó, làm ở trong phần chat rồi người ta sẽ phát thi vào. Ông Khánh mở bài tập để sửa bài tập cho lớp mình xin.
Dạ, sư chờ con một tí thôi. Con mở liền. Thưa sư, cho con hỏi một chút được không sư? Dạ, trong cái câu bài tập tiếng Bali dịch ra tiếng Việt đó sư, mà trong câu thứ 4, trong câu thứ 4 con không hiểu, không có hiểu cách viết câu mà chữ, để con đọc rồi xá, cái câu đó là xá má na năng chắc ta rô bắt chá gia chi quá răng chá. Thưa sư, cái chữ chá này lại viết dính cái chữ chi quá răng chá, rồi bin đá ba tô chá, thì chữ chá là viết rời ra. Thưa sư, con không hiểu cái trường hợp nào mà viết nó dính, rồi trường hợp nào viết rời ra. Thưa sư giải thích cùng con chỗ này. Cái trường hợp nào mà chữ ăn, chữ em mà chấm nó được đổi thành năm phụ âm cuối nhóm, thì trong trường hợp đó là nó sẽ được viết chính lại. Các trường hợp còn lại thì viết rời. Ví dụ trong trường hợp này ăn nó đổi thành chữ gì? Dạ, chữ này là em đáng lẽ nó là chữ chi quá râm răng. Em mà giống Dạ. M chấm nó đổi thành chữ nhá. Chữ nhá là âm phụ âm cuối nhóm, của nhóm thứ mấy? Dạ, cái này nhóm thứ hai, thứ coi. À, nhóm thứ hai. Rồi thứ hai. Nó ghép với chữ chá thôi, tại nhờ phụ âm cuối nhóm thì nó ghép được với chính nó và bốn phụ âm còn lại ở trong nhóm. Cho nên người ta mới đổi nó để người ta ghép. Còn các trường hợp còn lại thì viết rời giống như pa tô thì, ví dụ vậy. Hoặc là pin đó pa ta chá, ví dụ vậy. À, chỉ có trường hợp nào mà cái chữ ăn đó nó có thể đổi thành các phụ âm cuối nhóm thì trường hợp đó sẽ viết ghép, các trường hợp còn lại thì viết rời. Dạ, thưa sư con hiểu rồi, cảm ơn sư. Rồi chúng ta sửa mài đi. Dạ. Dạ, có câu 1 của cô Hảo. Hai có người rồi. Con xin trả lời câu số 5. Số 3 như mẹ sao? Số 4. Số 4 mẹ thấy mà sai. Con làm mất số 3 luôn. Số 1 hả? Phật Pháp đã nhận được 8 món vật dụng của bậc xuất gia từ Phạm Thiên Thích Ca Rác và Sato Thích Ca Rác. Ramuna. Số 2 lần đại đi. Phật Pháp Thích Ca Năng Thích Ca Rác Ní Lập Chí. Số bậc xuất gia là số ít, mà ở đây biết vậy là số nhiều rồi. Có chí ta năng này là số nhiều rồi, này của bậc xuất gia thì số ít. Cái tí cà rác phram mát này biết vậy được không?
sửa như vậy đúng không sư? Từ phạm thiên giới là Pramuna. Pramuna. Từ cái chữ sửa cái chữ pháp cái chí tài năng đó thành là pháp cái chí tắc sắc. Rồi. Là ở đây mình có Đức Bồ Tát và chủ từ Bodhisattva đã nhận được thì là động từ lấp khí, nhận được 8 món vật dụng tức là Atthaparikha Thani là đối khách ha. Của bậc xuất gia thì là có cái trí đắc xoát từ phạm thiên giới thì Katikara Pramuna là xuất xuất cách ha. Rồi câu số 2, âm y của chư tỳ khưu tăng là y tăng dạ lê, y vai trái và y nội. Tiết chi va răng, tiết khu sang khá sát. Khu sang khá sát, tăng tha tí chát, tức ra sang vô chát. Anh ta ra hoa, sát cô, chà tí. Đó là cái chữ chà tí đó là viết rời nó ra. Chữ viết rời với chữ cô á, không chữ cô á, không chữ cô, chữ cô thì nó sao sao đó đúng rồi, như là cô cha tí, chữ tí ghép lại, ghép với chữ cha lại. Có dấu phẩy gì rồi, có đó cái gì ha. Là ở đây thì mình quen tài tam y của chư thì khu tăng, chứ thật ra thường mấy chữ thiết khu săn thật xá thường người ta xài số ít, là nhân từ này thường xài số ít thiết khu săn thật xá tại danh từ chỉ nhóm. Rồi biết vậy ha. Sư cho con hỏi cái câu 1 á, phạm thiên khá tí ca đá, cái đó là nam tính, mình xài uống na là sao là sư? Cái này là danh từ dị biệt ngữ, cái này là dạng danh từ đặc biệt ha. Dạ. Có một cái bản chia phim của nó. Vậy cái đó ý là cách 2 á sư? Vậy từ cách 5 á hả sư? Cách 5 á, cái đó là cách 5. Dạ. Bạn này sách mình còn thiếu cái bản chia đó. Yeah. Phải thêm một vài bản kia nữa. Để cho người ta trong viện ban có thể thêm thành cái bản kia này. Dạ yeah, thưa sư, cái câu số B có ai sửa chưa sư? Câu số 2. Câu số 3 như chưa ai sửa. Câu số 2 là xong rồi, câu số 3 đi. Câu số 3 có ai sửa chưa? Dạ yeah. Khánh ghi riêng nha, riêng đọc nha. Được chưa? Ghi đi chứ, bắt dạ, dạ. Mấy con dài quá, đọc sao người ta ghi được. Câu này dài dạ, lắm, thì Tiên ghi ngắn ngõ vô trong chat cho em. Ghi chat đi, đọc đó. Sai luôn, sao người ta biết được. Câu số 4 của ta, câu số 4. Câu số 4 thì có người dịch. Có, thầy Khánh. Dạ. Chát lên con số 4. À, số 3 hả chị? Rồi, okay. Rồi, có cô Hảo dịch con số 3. Cô Bảo số 5. Rồi. Phải tập quyết cho được ha.
chứ để học mà mình chọn chị cứ gõ vô cửa sổ chat đó chị, cách bằng phím Mali mình có sẵn rồi, cứ gõ vô đó nè. Nơi con mình quay câu ngắn ngắn tao viết cho mình được cho mấy câu dài dài. Vô cái người tham gia đó hả, hay là vô chỗ bảng nào? Vô chắc là phần này vô kéo lên trên thì nếu có chữ mo, nhấp vô chữ mo nó có sơ hữu chat. Giờ nó có cái màn hình đen gì quay lại ha, giờ quay lại gõ vô bằng phím, bật bằng phím lại ha. Giờ chỗ chat đó chị. Cái chữ Vatikasa Tika phải nó nữ tánh hay gì anh Khánh? Chữ y tấm Vatika Satika nữa anh Sư. Coi 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 từ mình ấy biết coi nó nữ tánh hay nam tính. Là nữ tánh Sư. Vatika thì là Vatikasa Tika chát. Cái đó là chủ cách. Đây là Vasika Satika. Vasika Satika. Dạ. Mình không biết này, này được không? Và kiềm của mật quốc gia là tham y bình bá y tấm vua tọ tụ chế lộc lướt giao cạo. Cái động từ hô tí này mình sử dụng cũng được, không sử dụng cũng không sao. Ở dạng này, dạng mấy câu này kể kể vậy thì mình sử dụng cũng được, sử dụng ha. Cái chị ta hiểu rồi. Vậy không có chữ hôm tí này cũng được hả sư? Biết thì cho có động từ gì thôi, mình biết cũng không. Câu số 4, câu số 4 ai sửa chưa? Dạ cũng có rồi. Vật dụng đang được cúng dường đến chư tỳ đến tỳ khu tỳ khu ni và y phục Phật thực chúng xứ mà thực trị bệnh chattaro pachiya. Thứ vật dụng đang được cúng dường thì có bóp thêm câu nữa Khánh. Câu 4. Cũng câu 4 luôn hả chị? À. Ủa sao em thấy của cô Hảo ta? À, chị Hoàng, à, có một câu chị. Rồi. Không biết rõ cái màn hình ở chỗ nào Khánh ơi. Đã được cúng dường đến tỳ khu, đến các tỳ khu của Ni Dương. Thánh ơi, vậy tiên hỏi trên điện thoại thì hiện cái tắt tiếng nè, bắt đầu video là chia sẻ người tham gia với lại cái khác nè, không có thấy cái mũi tên của cái bút mà không biết là bấm cái bàn phím nằm chỗ nào. Chữ khác. Nhấp cho chữ khác thì sẽ mở cái là trò chuyện. Rồi nó hiện lên nè. Chắc. Hiện lên ngắt cấp nó thanh trò chuyện, cuộc trò nhấm chuyện hả? Nhấp vô trò chuyện. Nhắc vô trò chuyện ha, rồi giờ mình hiện ra. Câu chat á, chị gõ câu trả lời vô cái số chat đó luôn. À.
Trời gọi ở đây ha. À được rồi. Trời nãy giờ không biết. Thì mình vẫn gọi câu số B đi ha, rồi tính sao ha. Ừ. Đến Nio. Ủa cái chữ Thích Khuôn Nio này là cách thứ hai mà. Thích Khuôn Nô thì cách thứ tư. Thích Khuôn Nio là cách thứ hai mà. Ở Thích Khuôn Nia mới được. Thích Khuôn Nia chá. Lấy cái câu sau này, câu trên bỏ này. Đưa một dùng. Đức Phật dùng đã được cúng dường đến chư vị thu là y phục Phật thật tứ xứ thuốc trị bệnh khi làm đọc thiê sách trên trà thì rồi bốn ha. Bốn có tứ vật dụng là Chattaro Pachiya đã được cúng dường thì là động từ Phu Chi Dung. Đến chư tỳ khu thì là Thích Khu Nô Chát, cách thứ tư ha. Rồi tỳ khu ni, Thích Khu Ni Gia Chát. Ở sau này thụ không thể. Ni Gia, Ni Gia Khánh này, Thích Khu Ni Gia. Dạ, Ni Gia. Ni Gia. Khu Ni Gia, sư. Ý. Thích Khu Ni Gia. Chẳng là y phục là chi ba răng, Phật thực là phân áp ba tô, chú sứ là xê na sân năng, thuốc trị bệnh là chi lan áp phê xê chanh, phê xê chanh với chát với y tí thì gạt lại phê xê chanh cha tí. Rồi câu số 5. Khánh ơi, sao mình bấm chữ y với quyền á, cái đem nó hiện số 8 à. Không bấm được chữ quyền là sao? Nè gọi cho chữ quyền trên nó hiện ra số 8 à. Chị phải có cái bàn phím gõ Bali mới được, chị gọi tiếng Việt sao được. Thì chuyển qua rồi, gõ được, gõ được. Có rồi, chuyển qua rồi. Trước khi gõ cho phải chuyển. Chút xuống thôi. Cho sẽ xuống chút xuống Thanh ơi. Dạ dạ. Cái này không có. Chị vào mình bán là tài sản bậc gia. Chi ba răng, cái này phải biết ghép lại chữ phí chi ba răng chát, cái đó phải biết phí chi ba răng chát. Vẫn hiện số 8 hay sao ta? Rồi được ha. Tâm y là tích chi có rình chát, bình bán là phát tô chát, là tài sản thì cái chữ này cũng hơi khó rồi. Rồi sử dụng thứ nhiều nó đi ha. Thanh là ní, hồn tí là tài sản ha. Là tài sản của Phật Thích Gia. Rồi đó là phần giữa bài tập thôi. Khánh ơi, cho chị hỏi cái mờ chấm nằm ở chỗ nào chị quên rồi, cho chị gõ vô nó không hiện mờ chấm mà nó hiện gì. cái mờ chấm là nó hiện cái u. Rồi cái lớp giữa bài tập giữa đi. Mình hiện qua bài mới ha. Anh đích rồi đó. Thường cái bàn phím là chị giữ lên cái bàn phím đó chị, thấy chị M, chị giữ cho M nó hiện lên mấy cái phím khác á, thì trong đó có sự M chấm á. Cái bàn phím của chị em nhớ là nó có hiện những cái chữ mà có dấu chấm sẵn luôn. Vậy mình gọi dấu chấm ha. Anh ghi cho M chấm. Chị gọi với M dấu chấm sao đi. Mà cứ... Không được. Rồi không được chấm bên hông luôn. Chỉ là Samsung, ừ. Android hay là iOS á. Samsung là mình bấm với chữ tiếng Anh nè. Ủa không phải, chị phải chỉnh qua bằng phím Bali.
Gì hả? À, hàng gì nó giờ bấm chữ enlist rồi biểu, giờ bấm qua enlist rồi nè. Samsung nãy giờ hình như nó hiện bali rồi mà. Samsung là đánh chữ bali thôi. Chỉ anh nó không có bali. Dạ rồi, đây rồi, giờ rõ rồi, rõ quá rồi. Nãy giờ nằm tiếng bali nên không ra, giờ rồi, giờ là chữ chữ y ra. Rồi có luôn. Ồ, tốt. Ai lớp sửa bài xong chưa? Vậy giờ con mới đang ghi à? Anh qua học bài mới hả? Dạ dạ, để con tắt. Nhưng mà rõ là học bài mới, bài số 4 ha. À, đây là bài số 4 là thỉnh cầu vua Bình Sa ha, vua Kim Kỳ Sa đó. Đây là bức ảnh mà Đức Vua đi đến gặp Đức Bồ Tát. Rồi phần trọng tâm của bài này thì mình có một đoạn lịch sử, phần văn phạm thì có mình có động từ, phần đồng thể, danh từ nữ tính, tính vị nữ, uống như là gia uống, phần nằm hồi. Dùng xem sơ qua phần đoạn lịch sử học từ vườn, ta học bản chia ha. Để đây sau khi xuất gia Đức Bồ Tát trụ tại vườn xoài Anuttiya 7 ngày để hưởng hương vị an lạc của đời sống xuất gia. Vào rạng sáng nay thứ 8, ngài một mình để tìm thầy học đạo giải thoát. Ngày hôm sau ngài đi vào thành ra chắc Khánh ơi, cái nờ dấu nghĩa nghĩa nằm chỗ nào anh Khánh? Thật như cơm, chị ơi, cái này để sao đi chị? Để sư dạy. Mang đến đến Đức Bồ Tát. Cũng tại đây, ngài được Đức Vua Bimbisara của sư Mạc Cả Thác đến thăm viếng ở rạng núi Quanh Áo Quát. Nhìn thấy đại nhân tướng của Bồ Tát, Đức Vua thỉnh ngài ở lại khai trị quốc độ của ông ta. Tuy nhiên, sự thỉnh cầu của Đức Vua đã được Đức Bồ Tát từ chối một cách khéo léo. Rồi ngài đã cho Đức Vua biết nguyện vọng của mình. Nghe xong, Đức Vua Bimbisara rất hoan hỷ và thỉnh cầu rằng khi ngài được giác ngộ, xin hãy trở lại kinh thành Rajagaha để tế độ tôn. Đức Bồ Tát im lặng nhận lời. Sau khi nói lời từ giả, Đức Vua lên Long Xa trở về hoàng cung. Thì đó là phần đoạn lịch sử. Bây giờ mình sẽ có một số từ mình ra trong bài học này. Sư đọc qua đấy, rồi mời lớp đọc phần từ vựng ha. Để chúng ta sẽ học bằng gì? Bodhisattva, Bodhisattva, Anupiyam Pawana, Anupiyam Pawana, Rajagaha Nagara, Rajagaha Nagara, Karasa Anupopena, Pindayacharati, Karasa Anupopena, Pindayacharati, Yagu, Yagu, Ahariyati, Ahariyati, Bimbisara Raja, Bimbisara Raja,
Magatha Ratha Magatha Ratha Upasang Kami Yati Upasang Kami Yati Sanu Sanu Pandapa Pandawa Papata Pandawa Papata Araketi Araketi Paleti Paleti Nudiyati Nudiyati Apuchati Apuchati Aruhati Aruhati Raja Raja Rakha Raja Rakha Raja Rakha Paja Gachati Paja Gachati Sanggonahati Sanggonahati. Ai đã lập phần từ vựng, bây giờ mày lớp đọc phần từ vựng đi, để sau đó mình đọc bản chia ha, đọc luôn phần tiếng Việt. Khánh mày lớp đọc bài. Dạ, mời Phật tử Kim Cúc ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Bố thí sắp tá, Bồ Tát. Chị gửi qua rồi, thấy nghe chưa hả? Anupi Yam Bhavana là vườn xoài. Anubiya Racha Gaha Nagara thành vương xá. Kharasa Anubupena Pindaya Charati đi khất thực theo từng nhà. Yagu là cháu. A Hariyati được mang đến. Pimbisara Sararacha vua Bình Sa. Ná Gá Thá Rắc Thá xứ Ma Kiệt Đà. U Ba San Cá Mi Giá Tý được đến thăm. Sa Núi Núi Pan Đá Vá Bá Bá Tá Núi Pan Đá Quá. A Ra Thê Tý thỉnh cầu. Ba Lê Tý cai trị. Nú Đí Giá Tý bị từ chối, được từ chối. A Búc Giá Tý từ giả. A Rú Há Tý lên. Ra Chá Rá Thá lông xa. Tắc Chá Gách Chá Tý trở lại. Săn Găng Hà Tý tế độ. Thưa sư xin hết. Dạ, xin mời Phật tử Hảo Nguyễn. Dạ, bà sư con xin đọc ạ. Bố thí sát tá là Bồ Tát. Anupiyam Bá Quá Ná là vườn xoài. Anupiyá Ra Chá Gá Há Ná Gá Rá là thành vương xá. Gá Rá Xá Anubupena Pinda Giá Chá Rá Tí là đi khất thực theo từng nhà. Gia Gú là cháu. Ahariyati là được mang đến. Bimbisara Racha là vua Bình Sa. Magatha Ratha là xứ Ma Kiệt Đà. Upasan Kamiyati là được đến thăm. Sanu là rặng núi. Pandawa Babata là núi Pandawa. Arathehi Aratheti là thỉnh cầu. Pale Tý là khai trị. Nú Đí Giá Tý là bị từ chối, được từ chối. Apuch Chát Tý là từ giả. Aru Há Tý là lên. Ra Chá Rách Thá là long xa. Pá Chà Gác Chát Tý là trở lại. Sang Găng Ha Tý là tế độ. Nhà con xin hết. Dạ, xin mời cô Diệu Bảo. Dạ, bạch sư con xin đọc. Bố thí sát tá là Bồ Tát. Anu bí dâm phá quá ná là vườn xoài. Anu bí giá ra chá gá há ná gá rá là thành vương xá. Gá rá xá anu búp bê ná bình đa giá chá rá tí đi khất thực theo từng nhà. Gia gú là cháu. A há rí giá tí được mang đến. Bimbi sa ra
ra chát vua Bình Sa, má gách phá rát phá sứ ma kiệt đà, u bát xăng cá mí giá tí, được đến thăm xa nú rặng núi, banh đá quá bắp bá tá núi banh đá quá, a ra thê tí thỉnh cầu, ba lê tí là cai trị, nú đí giá tí bị từ chối, được từ chối, a bút trá tí từ giả, a rú há tí lên, ra chá rát há long xa, bách cha gách chá tí trở lại, xăng găng ha tí tế độ. Con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử An Trần ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc. Bồ Thí Sát Tá là Bồ Tát, Anupi Yam Bhavana là dường sòi, Anupi Giá Rajaga Anagara là thành dương xá, Garasa Anupupena Pindaya Charati là đi khắc thực theo từng nhà, Ga Yagu là cháu, Ahariyati là được mang đến, Bimbisararaja là vua Bình Sa, Magatharatha là sứ Ma Kiệt Đà, Upasankamiyati được đến thăm, Sanu là rặng núi, Pandava Bapata là núi Pandava, Arateti là thỉnh cầu, Arateti là cai trị, Nudiyati là bị từ chối, được từ chối, Puchati là từ giả, Aruhati là lên, Racharatha lòng xa, Pachagachati trở lại, Sanganhati là tế độ. Dạ thưa sư, con xin hết. Dạ xin mời Phật tử Thạch Nguyễn. Dạ thưa sư, con xin đọc. Bồ Thí Sát Tá Bồ Tát Anupi Yang Bhavana vườn sồi Anupi Giá Ra Chát Gá Hát Ná Hát Gá Ra thành vương xá, Gá Ra Sát Anupu Anupop Bê Ná Bình Binda Giá Cha Rá Tí đi khắp thực theo từng nhà, Gia Gú cháu, Ahari Giá Tí được mang đến, Bim Bi Sa Rá Rá Chá vua Bình Sa, Ban Gát Thá Rá Thá tứ Ma Kiệt Đà, U Pát Sang Khát Mi Giá Tí, Khát Mi Giá Tí được đến thăm, Sa Nước rặng núi, Pan Đá Quá Bắp Bá Tá núi Pan Đá Quá, Ara Thê Tí thỉnh cầu, Pa Lê Tí cai trị, Nu Tí Giá Tí bị từ chối, được từ chối, A Bút Chá Tí từ giả, A Rút Há Tí lên, Ra Chá Rách Thá lòng xa, phát cha gắt cha tí trở lại, xăng canh ha tí tế độ. Dạ thưa con xin cảm ơn. Dạ xin mời Phật tử Lâm Thị Nương ạ. Dạ bạch sư, con xin đọc ạ. Bồ Thí Sát Tá là Bồ Tát, Anupiyampawana là vườn xoài Anupiya, Raja Gaha Nagara là thành vương xá, Garasa Anupupena Pindaya Cha Charati là đi cất thực theo từng nhà, Yagu là cháu,
Ahariyati là được mang đến. Bimbisara Raja là vua Bình Sa. Magatharatha là sứ Ma Kiệt Đà. Upasang Kamiyati là được đến thăm. Sanu là rặng núi. Pandawa Pappata là núi Pandawa. Aratheti là thỉnh cầu. Paleti là cai trị. Nuddiyati là bị từ chối, được từ chối. Apuchati là từ giả. Aruhati là lên. Rajaratha là long xa. Pachagachati là trở lại. Sangahati là tế độ. Dạ bạch sư con xin hết. Dạ, xin mời Phật tử Tiên Mã. Tiên Mã chưa mở mic kìa. Dạ thưa sư xin đọc. Bố thí sát tá Bồ Tát Anubi Giám Bá Quán Á Vừa Rồi Anubi Giá Ra Trá Gá Há Ná Gá Rá Thành Vương Xá Khá Rá Xá Anubu Bút Bên Á Bình Đa Giá Chá Rá Tí Đi Khất Thực Theo Từng Nhà Gà Gú Cháo A Há Rí Giá Tí Được Mang Đến Bím Bí Xa Rá Ra Trá Vô Bình Xa Má Gá Thá Rách Thá Sư Mê Kiệt Đà U Bá Xanh Cá Mí Giá Tí được đến thăm Xà Nú Rặng Núi Bánh Đá Quá Bách Bá Tá Núi Bánh Đá Quá A Ra Thê Tí Thỉnh Cầu Ba Lê Tí Cai Trị Lú Đí Giá Tí bị từ chối được từ chối A Bút Chá Tí từ giả A Rú Hê Tí lên Ra Trá Rách Thá Rê trá rá thá lông xa, bách cha gách chá tí trở lại, sân ga, sân ganh, ha tí, tế độ. Dạ thưa sư xin hết. Dạ xin mời Phật tử Lăng Lê ạ. Dạ thưa sư con xin đọc. Bodhisattva Bồ Tát, Anubiyam Phá Bán Đá, Vườn Sòi Anubiyá, Rê trá gá hát, ná gá rá, Thành Vương Xá, Garasa Anubhupena Vindaya Charati Vì khắc thực theo từ nhà Nhà cú Cháo Ahariyati Được mang đến Bimbisara Chara Raja Vua Bình Sa Maga Tharatha Sứ Ma Kiệt Đà Upasan Kami Yati Được đến thăm Sa Nú, rặng núi, Pandava, Papata, núi, Pandava, Aratheti, Aratheti, thỉnh cầu, Paleti, cai trị, Nudiyati, bị từ chối, được từ chối, Apuchati, từ giả, Aruhati, lên, Rajaratha, lâm xa, Hachagachati, trở lại sang ra hai tí chế độ. Dạ sư sơn con xin hết. Dạ xin mời Phật tử Diệu Thủy. Dạ bạch sư con xin đọc ạ. Bồ thí sát tá Bồ Tát Anút Pí Răng Báo Quá Ná Vườn Xoài Anút Pí Giá Rai Chá Gá Há Ná Gá Rá Thành Vương Xá Khá Rá Xá A Nút Phú Pê Ná Pân Đa Giá Chá Rá Tí Đi Khất Thực Theo Từng Nhà Gia Gú Cháo A Há Rí Giá Tí Được Mang Đến Bim Bí Sa Rá Ra Chá Vua Bình Sa Ma Gá Thá Rát Thá Sứ Ma Kiệt Đà Úp Á Sang Cá Mỹ Giá Tý được đến thăm
Sa nú dạng núi Panda quá Ba ba tá núi Panda tá Ara thê tí thỉnh cầu Pa lê tí cai trị Nú đí giá tí bị từ chối được từ chối Á búc chá tí từ giã Á rú há tí lên Ra chá rát thá Long xa Bắc chá gắt chá tí trở lại Sang găng ha tí tế độ Bạch sư con xin hết ạ. À, xin mời Phật tử Ngọc Trân. Sơn xin đọc Bồ Thí Sát Tá Bồ Tát Anupiyam Pawana Vườn Xoài Anupiyá Ra Chá Gá Há Ná Rá Thành Vương Xá Khá Rá Xá Anupupê Ná Bi Đa Giá Chá Rá Tí Bi Khóc Thật Theo Từng Nhà Gia Gú Cháo A A Há Rí Giá Tí Được Mang Đến Bim Bí Sa Rá Ra Chá Vua Bình Sa Magatha Rá Thá Sứ Ma Kiệt Đà Upasangka Mi Giá Tí Được Đến Thăm Sa Nú Rặng Núi Pandawa Papata Núi Pandawa Ara Thê Tí Thỉnh Cầu Pali Tí Cai Trị Núi Đi Giá Tí Bị Từ Chối Được Từ Chối Apukcha Tí Từ Giã Aruha Tí Lên Ra Chá Rá Thá Long xa, các cha gác cha tí trở lại, sang gan ha tí tế độ và thưa sư xin hết. Dạ, có Phật tử là muốn đọc nữa không ạ? À? Dạ, thưa sư đã hết rồi sư. Vậy chúng ta học tiếp phần bản chia ha, chia danh từ nữ tính vì nữ quốc. Giờ chúng ta thêm luôn cái bản chia tóm tắt ha, chia tóm tắt luôn cho rồi cho nó nhanh. Tại hôm nay mình cũng biết cách cách chia các danh từ rồi, giờ mình chỉ xem lại cái bản chia tóm tắt rồi mình tập sử dụng các tập đưa vào các danh từ nam nữ tính vì nữ uống mình chia cái bản này. Bây giờ tôi sẽ chia mẫu cho lớp. Pathama eka vachana yagu pahu vachana yagu yagu yo Dutiya eka vachana yagu pahu vachana yagu yagu yo Tatiya eka vachana yagu ya pahu vachana yagu yi yagu phi Chatuthi eka vachana yagu ya pahu vachana yagu nang Panyami eka vachana yagu ya pahu vachana yagu yi yagu phi khách thì e có quay trên ai già gu già phá hu quay trên ai già gu nàng khách tâm mì e có quay trên ai già gu già già gu dần phá hu quay trên ai già gu su à lắp phá na e có quay trên ai già gu phá hu quay trên ai già gu già gu dù ai nghe lại lần nữa ha phát tâm mà e có quay trên ai già gu phá hu quay trên ai già gu già gu dù tu ti già e có quay trên ai già gu phá hu quay trên ai già gu già gu dù Tati ya e kawachana ya gu ya pau wachana ya gu hi ya gu hi Yatuti e kawachana ya gu ya pau wachana ya gu nang Panyami e kawachana ya gu ya pau wachana ya gu hi ya gu hi Chati e kawachana ya gu ya pau wachana ya gu nang Tatami e kawachana ya gu ya ya gu yang pau wachana ya gu su Lapana e ka vachana yagu pahu vachana yagu yagu yo ta nếu mình chọn một danh từ nào đó mà nó tăng cùng một u là nữ tính rồi khi chia thì chúng ta bỏ chữ u của danh từ đó ra
cái vị nữ nó ra để ghép với cái đuôi A Tôn Đại Bàng này. Rồi vì chúng ta có thể chia danh từ gia vú hoặc là một danh từ nào khác mà mình biết nó là nữ tính có dạng vú thì mình sẽ chia ha. Rồi ai chia được chưa, giơ tay lên. Khánh mời lớp chia. Dạ, xin mời học tử Kim Khúc ạ. Bạch thưa sư, con xin chia danh từ ca sú là cái hố đó sư. Bát tha ma e ca vá chan ná ca sú ba hú vá chan ná ca sú ca sú vô đú tí dèm e ca cha vá ná ca sum ba hú vá chan ná ca sú ca sú nô ca sú vô ta tí già e cá vá chân ná ca sú già ba hú vá chân ná ca sú hí ca sú vị phí chá tú thi e cá vá chân ná ca sú già ba hú vá chân ná ca sú năng pan chá mi e cá vá chân ná ca su ya ba hú vá chân ná ca su hí ca su phí chắc thi e cá vá chân ná ca su ya ba hú vá chân ná ca su năng sắc ta mi e cá vá chân ná ca su ya ca su yang ba hú vá chân ná ca su su a la pa ná e ca va chan ná ca su ba hú va chan ná ca su yo. Thưa sư xin hết. Dạ, xin mời Phật tử Tiên Mã. Dạ thưa sư đọc ba thêm mà ở cái quá chân ná cái rê rê rú cái nê rú ba hú quá chân ná cái nê rú cái nê rú vô rú tí già ở cái quá chân ná cái nê rùm ba hú quá chân ná cái này ru vô tu ti già ở cái quá chân ná cái này ru già ba hú quá chân ná cái ru hí ồ cái này ru hí cái này ru hí đúng rồi cái này ru hí cái này ru phí ché tú thì ê ké quá chân ná ké nê rú dè bé hú quá chân ná ké nê rú dăng ké nê rú dăng ké nê rú dăng ké lê rê ké nê rú năng pan chá mì ê ké quá chân ná ké nê rú dè bé hú quá chân ná kene ru hí kene ru phí chát thì ê kê quá chân ná kene ru già bé hú quá chân ná kene ru năng chát ta mì ê kê quá chân ná kê kene ru già bé hú quá chân ná nhiều là chất tâm mì tàu bên dưới chất tâm mì ê ké quá chân ná kê ná rú già kê ná rú dăng
bê hu chân né kê nê rú rú sú e lê bê né e kê hu chân né kê nê rú bê hu chân né kê nê rú kê nê rú vô. Dạ thưa sư xin hết. Dạ xin mời Phật tử An Trần. Dạ thưa sư, con xin chia danh từ nữ tính dĩ ngữ ú như là tha tú là giới căn. Pa tha ma e ka va chan na tha tú pa hu va chan na tha tu tha tu yo chu ti ya e ka va chan na tha tun pa hu va chan na tha tu tha tu yo ta ti ya e ka va chan na thà tu già bá hu vá chánh ná thà tu hí thà tu bí cha tu thì ê ca vá chánh ná thà tu già bá hu vá chánh ná thà tu nàng hành cha mì ê ca vá chánh ná thà tu già bá hu vá chánh ná thà tu hí thà tu bí cha thì ê ca vá chánh ná thà tu già bá hu vá chánh ná thà tu nàng sát ta mì ê ca vá chánh ná thà tu già thà tu dằng bá hu vá chánh ná thà tu su a la pa na ê ca vá chánh ná thà tu bá hu vá chánh ná thà tu thà tu vô. Dạ thưa sư con xin hết. Xin mời Phật tử Lan Lê. Dạ thưa sư, con xin chia danh từ sát xú là mẹ chồng. Sát tha ma e ka va cha na sát xú ba hu va cha na sát xù sát xú yô đô ti già e ka va cha na sát xù ba hu va cha na sát xù sát xú yô ta ti già e ka va cha na sát xú già ba hu va cha na sát xù hí sát xù phí cha tu thì e ka va cha na sa su ya ba hu va cha na sa su na phan cha mi e ka va cha na sa su ya ba hu va cha na sa su hi sa su pi cha thì e ka va cha na sa su ya ba hu va cha na sa su na sa ta mi e ka va cha na sa su ya sa su ya ba hu va cha na sa su su a la ba na e ka va cha na sa su ba hu va cha na sa su yo. Dạ thưa sư con xin hết. Dạ, xin mời Phật tử Thạch Nguyễn. Dạ thưa sư con xin đọc bản trên đây. Bản biến cách nữ tính vị ngữ u như yagu patama ekawajana yagu bahuwajana yagu yagu yo dutiya ekawajana yagun bahu vachana yagu yo tati ya eka vachana yagu ya bahu vachana yagu pi Yagu pi.
Dạ thưa. Panjami. Panjami. Ekawa chana. Yakuya. Yakuhi. Xin lỗi. Bahu vachana. Yakuhi. Yakuhi. Pi. Pi. Chatti. Ekawa chana. Yakuya. Bahu vachana. Yakunang. Sattame. Ekawachana. Yakuya. Yakuyang. Bahu vachana. Yakusu. Alapana. Yaku. Alapana. Ekawachana. Yaku. Yaku. Xin lỗi. Bahu vachana. Yaku. Yaku no yo. Dạ thưa con xin cảm ơn. Dạ xin mời cô Diệu Bảo. Bạch sư con xin đọc làm danh từ rất chú là dây thần. Bát nam mà eka quá chán ná rất chú bá hú quá chán ná rất chù rất chú vô rú tí già eka quá chán ná rất chùng bá hú quá chán ná rất chù rất chú vô tá tí già eka quá chán ná rất chú già bá hú quá chán ná rất chú quý rất chù phí chát tú thì eka quá chán ná chát tú già rất chú già bá hú quá chán ná rất chú nằng bành chá mì ê ca quá chán ná rất chú già bá hú quá chán ná rất chù hí rất chù phí chát thì ê ca quá chán ná rất chú già bá hú quá chán ná rất chú nằng sát tá mì ê ca quá chán ná rất chú già bá hú quá chán ná rất chú nằng sát tá mì ê ca quá chán ná rất chú già rất chú dằn bá hú quá chán ná rất chú xú a la pa na ê ca quá chán ná ê ca quá chán ná rất chú bá hú quá chán ná rất chù rất chú vô con xin hết ạ. Dạ xin mời Phật tử Ngọc Trân ạ. Sư con chọn danh từ ngữ tính vị ngữ ú như là các chú ngứa. Ba tha mẹ ca qua cha na các chú ba hu qua cha na các chú vô. Tư ti dạy ca qua cha na các chùm ba hu qua cha na các chú vô. Ta ti dạy ca qua cha na các chú dạy ba hu qua cha na các chú hí các chú phí. Ta tha thị ca qua cha na các chú già ba hu qua cha na các chú nặng. Bạn cha mẹ ấy các cha ná bạn các chú già bao qua cha ná các chú hí các chú phí cha thì ấy các cha ná các chú già bao qua cha ná các chú nặng cha ta mẹ ấy các cha ná các chú già các chú dặn các chú dặn bao qua cha ná các chú số a la pa na ấy các cha ná các chú bao qua cha ná các chú vô con xin hết. Xin mời Phật tử Diệu Thủy. Dạ, bạch sư con tập chia danh từ nữ tính vĩ ngữ ú như là tha tú giới, căn bản giới và căn. Phát tha ma e cá quá cha ná tha tú, ba hú quá cha ná tha tú dồ. Đu tí già e cá quá cha ná tha tùm, ba hú quá cha ná tha tù tha tú dồ tát tí gia ê cá quá cha ná tha tú gia ba hú quá cha ná tha tù hí tha tù pí
chát tú thi ê cá quá chán á tha tú gia ba hú quá chán á tha tu năng pan chá mi ê cá quá chán á tha tu tú gia ba hú quá chán á thê tu hí thê tu phí chát thi ê cá quá chán á tha tú gia ba hú quá chán á tha tu năng sát tá mi ê cá quá chán á tha tú gia tha tú nạ răng ba hú quá chán á tha tu sú a la pa ná ê cá quá chán á tha tú ba hú quá chán á tha tu tha tú dô. Bạch sư con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Lâm Thị Nương ạ. Dạ bạch sư, con xin dùng con chia cái danh từ nam tính, con xin xin chia cái sa nú là rặng núi, pa tha ma e ca quá cha na sa nú, pa hú quá cha na sa nú sa nú vô, đu ti ya e ca quá cha na sa nú bà hú quá chán á sa nu sa nu vô ta tí gia ê cá quá chán á sa nu giá sa nu giá bà hú quá chán á sa nu hí sa nu phí cha tu thí ê cá quá chán á sa nu giá bà hú quá chán á sa nu năng pan cha mi e ka wa cha na sa nu ya pa hu wa cha na sa nu hi sa nu phi cha thi e ka wa cha na sa nu ya pa hu wa cha na sa nu năng sa ta mi e ka wa cha na sanu ya sanu yang pa hu wacana sanu su atla pana eka wacana sanu pa hu wacana sanu sanu yo. Dạ bạch sư con xin hết. Dạ, xin mời Phật tử Hảo Nguyễn. Dạ bạch sư, con xin chia biến cách danh từ nữ tính vĩ ngữ ú như là ma tú là người mẹ. À, ma tú không được. Ma tú không được. Dạ vậy con xin chia. Dạ vậy con xin chia danh từ nữ tính là ca sú là cái hố ạ. Dạ. Bát tha ma e cá quá chá ná ca sú ba hú quá chá ná ca sú vô đú tí già e cá quá chá ná ca sung ba hú quá chá ná ca sú vô tá tí già e cá quá chá ná ca sú già ba hú quá chá ná ca su hí ca su phí chát tu thì ê cá quá chá ná ca su gia ba hú quá chá ná ca su năng panh chá mì ê cá quá chá ná ca su gia ba hú quá chá ná ca su hí ca su phí chát thì ê cá quá chá ná ca su gia ba hú quá chá ná ca su hí ca su phí chát thì ê cá quá chá ná ca su gia bà hú quá chá ná ca su năng sát tá mi ê cá quá chá ná ca su gia ca su dân bà hú quá chá ná ca su su a la pa na e ka wa cha na ka su
Bà Hú Quá Trá Ná Ca Su Ca Su Vô. Dạ con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Phạm Tịnh Thảo. Dạ, thưa sư, con xin chia bảng bên cách danh từ nữ tính bị ngưỡng ú như da vú. Bắt khám ma, kê qua qua chân ná, da vú, và hú qua chân ná, da vú, da vú dồ, đú tít ra, kê cá qua chân ná, da vùng, và hú qua chân ná, da vú, da vú dồ, tá tít ra, kê cá qua chân ná, da vu da, da vu hí, da vu ba la u, quá chân ná, da vu hí, da vu xí. Chá tức thi, e cả quá chân ná, da vu da, ba hu quá chân ná, da vu năng. Đanh chá mi, e cả quá chân ná, da vu da, ba hu quá chân ná, da vu hí, da vu xí. Chá thi, e cả quá chân ná, da vu da, ba hu quá chân ná, ra vu năng. Sát tám ni e ca qua cha ná ra vu da ra vu răng ba hu qua cha ná ra vu số a la pa ná e ca qua cha ná ra vu ba hu qua cha ná ra vu ra vu do. Dạ thưa sư con xin hết ạ. Dạ có Phật tử nào muốn đọc nữa không ạ? À, nếu mình hết rồi nghe đọc lại ha, nghe đọc lại rồi tập kia cho đúng. Pathama eka vachana yagu pahu vachana yagu yagu yo tutiya eka vachana yagu pahu vachana yagu yagu yo tatiya eka vachana yagu ya pahu vachana yagu hi yagu hi chatuthi eka vachana yagu ya pahu vachana yagu nang Pajami e kawachana yagu ya pahu vachana yagu hi yagu phi Chathi e kawachana yagu ya pahu vachana yagu nang Tatami e kawachana yagu ya yagu yang pahu vachana yagu su Lapana e kawachana yagu pahu vachana yagu yagu yo. Rồi đó là các danh từ bản chi của danh từ nữ tính bị ngữ cú và một số danh từ có các chia tương tự mà nãy giờ lớp đã chia như là cái đáy chú là ngứa, cái nề rú là con voi cái, ca sú là cái hố, đất thú là kẻ lở, tha thú tú là giới hay là căng xa núi là rạng núi, cái chú là dây thừng xa sú mẹ chồng chẳng hạn. À, đó là một số danh từ nhận tính bị ngữ cú. Bây giờ chúng ta còn chút thời gian chúng ta học luôn ha, luôn cái phần bài học này. Bây giờ còn danh từ thuộc đồng thể, động từ thuộc đồng thể. Danh từ thuộc đồng thể. À, động từ thuộc đồng thể trước tiên làm xem cách sử dụng. À, xem cách sử dụng động từ thuộc đồng thể là động từ diễn đạt ý nghĩa hành động mà chủ từ là nhân và hành động qua động từ là quả. Động từ thuộc đồng thể là động từ diễn đạt ý nghĩa hành động mà chủ từ là nhân qua động từ là quả. Ví dụ ở đây mình có cái câu đó là tham mô pa ca wa ta đề quá manu sa năng đề tì dí đề tì dí. Thì ở đây nếu mà câu ở câu năng đồng thể là câu thông thường thì câu này mình sẽ biết được không?
câu này là câu thuộc đoàn thể. Bây giờ mình viết lại cái câu ở dạng năng đoàn thể, câu bình thường hôm nay mình học phải viết như sao? Dạ là Đức Thế Tôn đã thuyết pháp đến chư thiên và nhân loại. Đúng rồi, nhưng mình sẽ viết làm sao đây? Giờ mình viết cái câu đó làm sao? Viết Bali viết làm sao? Arahato. Arahato. Akawa. Tiếng Việt tôi là Akawa. 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 À biết làm sao nữa? Bhagavā đề quá manusā, đề quá manusā đến chư thiên, đến đến là dùng cách thứ tư. Sa năng đề quá manusā năng tam năng tam năng đề xê đề xì đề gì đề gì thuyết. Đề xê gì đề xê gì đề xê tí ha, ông dạ, nhớ bạn đề xê giá tí là phải là đề xê dí ha, không phải đề xê tí, dạ đề xê tí. Mấy bạn kia thì quá khứ dạng bằng e đó mấy. Đề xê xí. À đề xê xí, đề xê xí. Phát cáo qua đề quả manu xà năng thầm bằng đề xê xí. Thì ở đây mình thấy là chủ từ ở trong trường hợp này là cáo qua. À. Thăm măng là túc từ, đề xê tí là động, đề xê tí là động từ. Nó khác với câu nãy làm sao? Câu nãy là viết làm sao? Ai nhớ? À, pháp được Đức Thế Tôn. Dạ, yeah, câu nãy là viết là tham tham mô phát giá hòa tà. Tham mô. Đề hòa, đề hòa mát số sàn năng, đề xê dí. Tham mô phá gá, phá gá quá tà đề quá manu xà năng, manu xà năng đề xì dí phá gá quá tà đề quá manu xà năng phải không? Dạ yeah. Xà năng năng rồi đê gì đê xì dí đê xì dí xì đê xì dí cái đê xì dí này là nó động từ thường thuộc đoàn thể à. Tức là nó ở hiện tại thì nó là đê xì á tí. Ừ. Nên mình mới biết nó là đề xì dí. Tìm thấy hai câu này nó khác nhau làm sao? Ở câu năng đồng thể á, là chủ từ đứng làm chủ cách, sau đó là động từ, trước động từ là túc từ. Đề quá muốn xa năng thì mình không tính nó đi. Vô câu này không có nó thì cũng không sao. Vô vậy Đức Phật thuyết pháp, Đức Thế Tôn thuyết pháp gì cũng được à. Cái đề quá muốn xa năng mình thấy trong câu này nó không có thay đổi. Nó không có thay đổi, tức là câu trước câu sau thì nó vẫn vậy, nó thay đổi là các từ còn lại. Câu 2 thì túc từ ở câu thuộc đoàn thể sao? Túc từ được đưa lên làm chủ từ à. Ở đây nó thăm măng thì câu dưới nó là thăm mô. Rồi cái chủ từ ở câu 1 phát cá qua là chủ từ ha, thì ở đây nó là phát cá quá ta, nó là cách thứ ba, nó đổi lại thành cách thứ ba à. Còn động từ thì ở câu 1 thì động từ ở dạng năng đồng thể, còn ở câu 2 thì động từ ở dạng thuộc đồng thể à, nó khác nhau bằng còn ba câu hai câu này ha. Chú ý đó là khi mà câu viết ở dạng năng đồng thể thì khi mình đổi nó sẽ thành thù đồng thể thì túc từ nó sẽ làm chủ từ, còn chủ từ thì nó sẽ đổi thành cách thứ ba, rồi sử dụng động từ theo thù đồng thể hoặc là năng đồng thể à. Rồi đó là một tí
so sánh để cho chúng ta nhận biết trong trường hợp nào nó là câu năng lượng thể, trường hợp nào là câu thuộc thể. Để đây mình thấy là tham mô phát cá quá ta đi quá mãn nút sa năng đi si dí. Rồi câu thứ hai, khi ta tha ra chá u ma rô thành nề ná chá cành thác cá xê ná chá an nô ma ná đi tì răng. Ni dí thái tử Siddhartha đã được sa nạc và ngự thiền các đưa đến bờ sông Anoma. Bây giờ chúng ta thử khó thi câu này mà mình biết là ở dạng năng động thể thử ha. Tức là chúng ta sẽ biết làm sao. Viết là sa nạc và ngựa kiền trắc đưa thái tử Siddhartha đến bờ sông Anoma. Mình sẽ biết làm sao? Thưa sư, câu này viết trở lại là sa nạc và ngựa kiền trắc đưa thái tử Siddhartha đến sông Anoma. Đến sông Anoma. Đến bờ sông Anoma. Đàn người chá đàn thác ác xê ná chá đàn người kiền trắc đưa thái tử Thái tử được sa nạc và ngự kiền trắc từ đến bờ sông Anoma. Sông Anoma, cái câu này nó lại khác với câu trên, phải chủ từ nó không sử dụng ở cách thứ ba. Chân nạc sa nạc bằng ngựa kiền trắc chân nô chá can thá cất thác asena. Giờ biết sao? Bali cái nó nói Bali tôi biết. Channel. Chá. Chá. Can thác. Nơi chá can thác. Can thác Asena. Không. Can thác. Can thác cô. Can thác cô sư. As. Can thác cô. Asena. Can thác cô chá. Dạ, anh thích tôi chết. Anoma Dariti Tăng Irang đã đưa thái tử Siddhartha Anoma chán thái tử. Thái tử thì là thái tử gì? Siddhartha Siddhartha Raja
Kumaran. 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 Ma ma. Kumaran. Anoma. Anoma. Ano. Anoma. Na. Anoma na. Đi tí dần. Ano ma na đi tì rê. Đi tì ra xa. Ano ma. Na đi. Ma na đi. Giờ na đi gì nè. Tì gì à. Đi giặt bà răng. Đi gì? Đi gì? Đi gì? Dạ. Phải nhắc động từ là ní dí. Nê tí và na gia tí. Nê tí nên nó mới đổi thành ní dí. Ní dí. Nê tí. Dạ. Nê tí. Nê tí nếu như vậy thì quá khứ thì nó phải đổi thành là Nayati nó mới dễ tài. Nayati thì nó là Nayi. 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 Từ mình câu này đưa đến cái động từ này nó dịch là đưa đến đâu thì cái đó là thúc từ ha. Thúc từ. Câu này nó sử dụng hai thúc từ. Và ở đây nó sẽ khác với câu trên là chúng ta thấy là chủ cái cách thứ ở câu thuộc đồng thể ở câu năng đồng thể nó là chủ từ. Câu thuộc đồng thể thì nó là cách thứ ba. Ở câu năng đồng thể nó là chủ từ. Thì ở thuộc đồng thể thì nó xin lỗi. Ở thuộc đồng thể nó là chủ từ thì ở năng đồng thể nó là đuôi cắt. Khi mà cái câu này sư. Dạ, nếu như mà cái câu này á thì thái tử cái từ mà làm sao cái từ này. Cái gì? Cái câu a nó đi tì răng phải đưa trước chứ được không? Đâu mà đi trước đi sau gì cũng được mà đâu có gì. Tại câu nó có hai thúc từ. Ủa thôi sư, cái từ gốc của nó là anoma nó đi tì răng hả sư? Tì răng. Tì răng. Tại tại con thấy trong sách là tì rê. Vậy là sữa rồi hả sư? Tì rê nhưng mà này tốt nhiều. Tì rê tốt nhiều. Tì rê mình phải ở những cái á định sẽ cắt. Tì rê là cắt số 7 rồi. Cái đó chia rồi đó em. Không phải. Ý là sư copy cái câu này trong sách ra. Trong sách trên là cái câu trên là sư copy từ trong sách ra đúng không? Tại vì trong đó trong sách ra nó là ti rê á cách ti rê chỉnh sửa lại là ti răng hả sư? Câu trên đó sư, câu trên đó sư thả thả ra chát cú mờ rô câu đó là chữ a anoma tá đi ti rê. Rồi đó là không
nghĩa là trong sách nên là ti ra hay là ti răng sư? Nè coi nè, coi bản ta nè, sao coi. À vậy là sửa lại rồi. Sắp tủ sắp mới. Rồi bây giờ mình xem cách hình thành ha. Đó là cách sử dụng. Bây giờ mình xem cách hình thành. Bây giờ nó có sẽ có hai cách hình thành. Động từ cụ thể được thành thành từ ngữ căn của động từ hay là thành phần cơ bản của động từ năng động thể. Trong bài này chúng ta học về cách hình thành động từ của động thể với thành phần cơ bản của động từ năng động thể ghép với tiếp vị ngữ giá. Tức là học một trường hợp thôi, nó có thể hình thành ghép với ngữ căn hoặc là với động từ cơ bản. Ở đây thì mình chỉ học có cách ghép với động từ cơ bản thôi. Trẻ đây mình thấy nó ôi quá trẻ quá hả, thôi để kỳ sau học ha, chín mươi mấy hả, để kỳ sau học đi. Rồi mời lớp mời cô Phúc Duyên cầm mic đi rồi cả lớp. Dạ, buổi học đến đây là kết thúc ạ. Chúng con xin kính tri ân sư đã dành thời gian giảng dạy ạ. Chúng con kính chúc sư nhiều sức khỏe và an vui ạ. Rồi bây giờ xin mời chị Tịnh Hạnh đọc thời kinh hồi hướng phước kính chư thiên. Xin mời chị Tịnh Hạnh. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Con xin tri ân sư. Con xin thay mặt cô chú học viên trong room hồi hướng phước báo của buổi học hôm nay đến chư thiên. Akasatha Japamatha Devanaka Mahitika Bốn nhãn nô anh mô đàn tu chi răng ra khán tu sa sa nàng a ca sa tha cha bông ma tha đê hoa ná ca ma hi thi ca. Bốn nhãn nô anh mô đàn tu chi răng ra khán tu nô ca rô a ca sa tha cha bông ma tha đê hoa ná ca ma hi thi ca. Bốn nhãn nô anh mô đàn tu chi răng ra khán tu nhà ta yô a ca sa tha cha bông ma tha đê hoa ná ca ma hi thi ca. Bốn nhãn nô anh mô đàn tu chi răng ra khán tu ba ni nô a ca sa tha cha bông ma tha đê hoa ná ca ma hi thi ca. Bốn nhãn nô anh mô đàn tu chi răng ra khán tu nô sa đa. Idang watano punyang asawa kaya.